hầu hết tất cả các chị em sau sinh đều gặp một cái tình trạng đó là khô hạn xyz đau rác rất là sợ gần gũi chồng đúng không và bản thân em mong cũng là một người như vậy trời ơi sau sinh hai bé rất sợ gần gũi chồng ờ, đôi khi là chồng mình sờ vào người hay là muốn làm này làm kia ấy nhưng mà thực sự lúc nào cũng cũng rất là mệt mỏi và mu... sợ rất là sợ và gần như là trước đây khi mà cái vấn đề đó mình giống như kiểu trả bài cho có thôi nhưng khi mà có vạn xuân tố lực lớn đây là một cái công thức phải nói rằng là cực kỳ là đỉnh cao và đẳng cấp đây là công thức mới nhất và thanh mong phọc ma độc quyền trên thị trường và đây là sản phẩm làm mưa làm gió bởi vì ấy nó không chỉ giúp làm trắng da mờ nám cải thiện nội tiết tố rồi là tăng sai vòng một cho chị em mà cái vấn đề đó cho chị em thực sự là nước đôi tràn bờ đê những chị nào mà khô hạn này ngại gần gũi chồng thì chỉ cần uống 3 đến 5 ngày, 7 ngày là nước nôi tràn bờ đê phong độ trở về như thời con gái nha đảm bảo là chồng mê, chồng yêu, chồng chiều Đó, phụ nữ là đánh phấn không đánh ghen, Đó, giữ sắc không giữ chồng, chúng ta phải khỏe, phải đẹp từ sâu bên trong, thì các anh ấy mê mệt thì không muốn đi đâu và đây là một cái sản phẩm mà không chỉ giúp em mong và tất cả rất là nhiều chị em phụ nữ nó một bảo bối, Đó, bỏ túi rồi ừ, đây là một cái sản phẩm phải nói rằng là À, khắc tinh của con giáp thứ 13 nhé chị em Phải mua ngay cái sản phẩm này để uống Uống một hộp Vạn Xuân Tố nước Plus này Bằng chị em uống 3 đến 5 sản phẩm thông thường Rất chất lượng và cực kỳ đáng tiền